Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, chi bộ Bản Đứa xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo luôn xác định, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chi bộ Bản Đứa xã Quài Tở hiện có 15 đảng viên. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài hàng năm. Chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Tích cực tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân trong bản phấn đấu học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Khi tiếp thu cái chỉ thị số 05 của Đảng ủy đã triển khai, tôi xuống triển khai đến chi bộ và nhân dân. Trước hết là chúng tôi thực hiện cái nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phát động cái phong trào là đảng viên đi trước, đảng nước đi sau và phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, huy động nhân dân hiến đất làm đường nổi bản và gắn với phát triển kinh tế xã hội là cho bà con có mô hình kinh tế giỏi và cũng sẽ xóa hộ nghèo theo chỉ tiêu của cấp trên. Bản Đứa xã Quài Tở hiện có 93 hộ với 545 nhân khẩu. Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho 64 hộ dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 3,5 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trong bản đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Một số hộ gia đình kết hợp trồng rừng với phát triển chăn nuôi quy mô lớn, thu nhập trung bình mỗi năm từ 150 đến 300 triệu đồng. Tiêu biểu như gia đình đảng viên Tòng Thị Thương, Quảng Văn Thiện, Lò Văn Hoàn, Lường Văn Việt. Từ đó, phong trào phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ đã xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp. Bản hiện không còn nhà tranh tre rột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Hiện nay Bản Đứa có 51 hộ khá giàu, 22 hộ cận nghèo và 20 hộ nghèo. Với tư cách là một đảng viên của chi bộ Bản Đứa thì tôi đã vận dụng được mô hình chăn nuôi. Thì nuôi gà, vịt, ngan, lợn thì mỗi năm thì thu nhập của gia đình thì được 150 đến 200 triệu để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bản đã vận động nhân dân tham gia tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa và làm đường giao thông liên xã, liên bản. Hiện nhà văn hóa của bản đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng tháng 10 năm 2021. Bên cạnh đó, bản đã bê tông hóa được khoảng 3 km đường nội bản và đạt được 16 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, các đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Đặc biệt, bà con nhân dân địa phương tích cực tham gia thu gom rác thải, làm sạch môi trường, đường làng ngõ xóm. Hầu hết lượng rác thải trên địa bàn bản được thu gom, xử lý đúng quy định, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Hiện cả bản có 72 trên 93 hộ đạt gia đình văn hóa, bản đạt văn hóa. Tôi cũng là cùng ban dân vận của bản, cùng trưởng các ban ngành đoàn thể cũng đã tổ chức và học tập quán triệt đi đầu trong phong trào đó là dân vận để xây dựng hiến đất làm đường nông thôn mới của bản. Gia đình tôi cũng đã hiến đất hơn 500 m2, vận động bà con nhân dân tự giác hiến đất để góp phần xây dựng nông thôn mới trong bản. Hàng năm dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, các đoàn thể trong bản đều hoàn thành tốt nhiệm vụ,
100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 5 năm liên tục, từ năm 2015 đến năm 2019, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, được huyện ủy Tuần Giáo tặng giấy khen. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đảng ủy xã Quải Tở tặng giấy khen. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi đảng ủy tiếp thu học tập được thì xây dựng kế hoạch mở hội nghị quán triệt đến các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí ủy viên ban chấp hành, giao cho các đồng chí bí thư chi bộ và các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách xuống dự các chi bộ quán triệt triển khai thực hiện chi bộ bản đứa đã đạt được cái kết quả trong cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nhiều nội dung. Các nội dung thì thể hiện về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nội dung về học tập cán bộ đảng viên đi đầu trong các phong trào thực hiện nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, chi bộ Bản Đứa vinh dự được Đảng ủy xã Quải Tở biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, những năm qua, tập thể đội ngũ giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy được thành lập từ tháng 7 năm 2021 trên cơ sở sáp nhập trường trung học cơ sở và trường tiểu học Nà Sáy, gồm một điểm trường trung tâm và một điểm trường lẻ Ba Cá. Nay trường được đầu tư xây dựng 24 phòng học, 9 phòng chức năng kiên cố và các điều kiện về cơ sở vật chất khác. Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2019-2020. Kết quả đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để cán bộ giáo viên nhà trường đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn như dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua sôi nổi của thầy và trò đã góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường, được cấp ủy chính quyền nhân dân trong xã ghi nhận và đánh giá cao. Để đảm bảo cho cái công tác dạy và học thì xã cũng đã cùng với các ngành đoàn thể thực hiện cái nội dung tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh nêu cao cái ý thức và vận động con em đi học cho đầy đủ. Trong những năm qua thì xã cũng đã làm tốt cái nội dung này và từ đó thì xã với lại trường cũng đã thực hiện cái nội dung duy trì được trường chuẩn quốc gia trong những năm vừa qua. Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 21 lớp với 555 học sinh. Trong đó, bậc tiểu học 14 lớp với 326 học sinh, bậc trung học cơ sở 7 lớp với 229 học sinh. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, bên cạnh việc đầu tư về cơ sở vật chất, những năm qua, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Theo đó, hàng năm, nhà trường đều cử 100% giáo viên tham gia các lớp tập huấn đào tạo do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các lớp tập huấn nâng cao do các đơn vị theo đúng chức năng tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như cập nhật các phương pháp dạy học mới, đồng thời phát động các phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên học sinh, khuyến khích giáo viên dự giờ ở các trường bạn và tham gia sinh hoạt cụm để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm dạy học. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ trên chuẩn và 20 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp trường, 10 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cán bộ giáo viên đã được tham gia các cái cuộc tập huấn và các cuộc thi do ngành tổ chức và các cái cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Và thông qua các cái cuộc tập huấn và các cuộc thi của giáo viên và học sinh thì giáo viên đã được bổ sung thêm các cái kiến thức, kỹ năng, tổ chức các cái hoạt động giáo dục ở trên lớp để phát triển được cái năng lực phẩm chất của học sinh. Trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, 100% học sinh toàn trường hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng ở tất cả các môn học và các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. 100% học sinh đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất thông qua các tiêu chí đề ra như chăm học, chăm làm, tự tin,
có trách nhiệm, trung thực kỷ luật, hợp tác, tự học và tự giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, nhà trường đã vận động học sinh tham gia các cuộc thi sân chơi bổ ích như thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay, thi tiếng Anh trên mạng Internet, thi tìm hiểu về an toàn giao thông, thi giai điệu tuổi hồng, thi tìm hiểu thuốc lá, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Kết quả một sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải nhì, một giải ba cấp huyện về thi giai điệu tuổi hồng. Thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay đạt một giải ba cấp huyện và một giải khuyến khích cấp tỉnh. Thi tìm hiểu về thuốc lá đạt giải ba cấp huyện. Bên cạnh đó, trường có 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và 4 học sinh đạt giải cấp tỉnh và được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh thì thứ nhất là ta phải thực hiện quán triệt triệt để cái chỉ đạo chuyên môn của nhà trường. Đối với giáo viên, đầu năm học ta phải phân loại đối tượng học sinh là xây dựng đội ngũ cán sự lớp. Đến giảng dạy của giáo viên thì thứ nhất là xây dựng kỷ cương lề lép, linh hoạt cho chính bản thân mình. Chương trình kế hoạch phải cụ thể, chi tiết cho từng bài, làm cho bài giảng luôn luôn phong phú, tham gia dự giờ cho chuyên đề và hội thảo chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm của các trường bạn cũng như trong tổ, trong nhà trường để giáo dục các em phát triển toàn diện. Bên cạnh xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy còn khuyến khích giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút và phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh, đồng thời tăng cường thời lượng dạy toán và tiếng Việt cho học sinh để tạo nền tảng cho các em tiếp thu kiến thức có hiệu quả. Cùng với đó, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt và phân loại học sinh để có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tích cực tổ chức các cuộc thi cấp trường như giao lưu tiếng Việt, chúng em kể chuyện Bác Hồ, thu hút đông đảo các em tham gia hưởng ứng. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm. Tìm hiểu về truyền thống nhà trường, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục kỹ năng sống, truyền thống dân tộc và thành lập các câu lạc bộ, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo tinh thần thoải mái cho học sinh cũng như hình thành các kỹ năng sống cần thiết. Ngay từ đầu năm học tôi được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp thì bản thân tôi đã tự nhận thấy cái nhiệm vụ của mình là hết sức quan trọng giúp cho nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục, trong đó có công tác duy trì sĩ số. Và thông qua những kế hoạch và chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường thì ngay từ đầu năm học khi được phân công nhiệm vụ tôi đã tìm hiểu về tình hình của lớp và nắm bắt thông tin của học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm cũ và thông qua những hồ sơ của học sinh, từ đó để tôi đưa ra những cái biện pháp để làm cho công tác chủ nhiệm của lớp tôi được tốt hơn. Và trong lớp học thì tôi luôn xây dựng tinh thần tình cảm thân thiện giữa giáo viên và học sinh, làm cho các em học sinh cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và ngoài ra, trong mỗi giờ học thì tôi luôn tạo cho các em sân chơi đoàn kết và xây dựng phong trào cùng học tập, giúp các em hứng thú và chiếm lĩnh kiến thức một cách có hiệu quả nhất. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2020-2021. Công tác chỉ đạo lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy của chúng tôi thì nhất là hàng năm thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của các cấp, từ các chỉ thị của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện Tuần giáo và các văn bản liên quan đến năm học của ngành giáo dục và đào tạo, thì nhà trường đã tổ chức cho các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch triển khai các cái văn bản chỉ đạo của các cấp, xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo xuyên suốt trong năm học. Và hàng tuần, hàng tháng đánh giá hoạt động trong tuần, trong tháng, đánh giá sơ kết, tổng kết qua mỗi học kỳ và cả năm học. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, hai cấp học xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch của tổ chuyên môn và xây dựng kế hoạch giảng dạy. Qua đó thì đã thực hiện chỉ đạo một cách toàn diện. Phát huy những kết quả đã đạt được, trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy tiếp tục kiên trì đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực sáng tạo, chủ động của học sinh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học, tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn nghệ thể thao, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.